Vâng, chào mừng các bạn đã có nhập vóc vlog của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2020 các bạn. Thì ngày nay sáng nay mình đi mua bò. Đi hồi sáng tới giờ chỉ bắt được một bộ mẹ con. Bò lai thường mình đó các bạn. Là mẹ thì mẹ đi lứa đầu. Mà cao to, điều hậu ốm. Thằng nghé thì nghé cái. Mà mình mới về thì cũng có ông anh cũng qua bắt luôn. À, thì mình cũng đi giao luôn, rồi mình về mình đi bắt tiếp được một bộ mẹ con nữa là mẹ bò cọp, mà nghé thì nghé kim cương đực đó, mà mẹ thì đẻ lứa đầu tiên, mẹ tơ mà không tàn thì có, mình dìu phải ốm đó. Rồi giờ mình quay chi tiết bộ mẹ con này cho các bạn xem. Rồi, ai có muốn mua về nuôi sinh sản thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại hiện đầy màn hình của mình đó các bạn. Rồi đó, thì bộ mẹ con này các bạn mình cũng mới mua xem. Nghe thì nghe cái chết man man tuổi các bạn. Đây, mới đẻ được chắc mình nghĩ chắc cỡ một tháng thôi các bạn. Mẹ thì đỏ luôn, còn mình sẽ coi sấy thử. Sấy mạch một sấy đó, mẹ tơ nha các bạn, đẻ lứa đầu luôn. Đây, con nghe này nghe đầu tiên này. Đây, dậu rồi kéo từ trước ra sau. À, bánh sữa các bạn. Đó, vào cái đứa xem. Nghĩa đây, để mang tuổi. Đây, cái mẹ anh đây. Nghĩa thì sẽ rất nghiêm luôn. Đó. Mẹ mát sữa nha các bạn. Nghĩa cao to chứ không phải nhỏ mà dài dài tròn nữa. Mẹ cũng dài, cao cũng to. Xe lưng nữa mình không thấy được các bạn, nó cao quá mình nhìn không ra được. Tại vì... thấy cái sấy nữa không, thấy cái sấy nữa các bạn. Đi tới con, tới quay đi, tới đó. Mẹ ốm nha các bạn, không được mập lắm để mà được cái cao dài, lưng thẳng, tạ thẳng đó. Thì bộ mẹ con này mình báo giá công khai là 33 triệu chẳng nha các bạn. Mẹ tơ để lúa đầu. Đó, nghe đó, nghe đến man tuổi đó. Xây tích nghiêm. Xây con mẹ mình nó cao quá mà đứng không thấy các bạn ơi. Ai có muốn mua nuôi sinh sản thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại hiện thời cho màn hình của mình đó. Nghe còn nhỏ chắc mẹ chưa lên giống đâu. Mình quay rồi mình công khai báo giá tại chuồng luôn các bạn. Xe mặt này các bạn không thấy được, xe trên lưng nó cao quá. Con này nếu mình đứng thì cái khâu đuôi nó chắc bằng cái camera rồi các bạn. Con này còn mét tư là chắc các bạn, cao chân càng to đó. Cao dài đó, một mèo không có bị lăn o lăn đồ gì hết. Mình quay xa, đứng cách bò 3 mét ấy. Mình quay chi tiết cho các bạn xem. Rồi, đó, thì bộ mẹ con đó. Giờ bắt đầu mình đi xem bò tiếp các bạn. Thử được cái thứ gì nữa rồi mình quay cho các bạn xem. Tại vì bộ mẹ con này tính theo đường xanh là nó cao tiền nha các bạn. Bộ mẹ con này nó con tơ, mẹ con tơ, để lúa đầu đó. Nghe đó. Nghe sạch sạch bò, chứ không có trục trặc lấu kỹ thuật gì hết. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng màu đỏ luôn. Rồi, rồi các bạn, thì đi giao bò tối luôn. Giờ 7 giờ hơn rồi anh. Đó, vào nhà. Con mẹ con đang mà chưa kịp, quay chưa kịp đang. Đây là rôm cho bò đấy anh. Ui, thắt cứ rồi. Ui, đóng rôm như cái núi. À, thêm quan tài bò nha anh, siêu nhiều đực bò cái lú phú. Vô vô nghe, vô đi. À, con trắng này, con bơ bơ đen này anh. Mới đi cái được rồi, đứng lên con, đứng lại, đứng lại, đứng lên, đứng lên. Đây. Đứa
Đó, bắt bắt đực. Đó, mẹ đó. Mẹ mấy con rồi, mà sừng dài chứ. Con này thứ bảy rồi. Thứ bảy rồi. Đầu dữ nè. Tao không thấy đường thấy ngõ rồi. To. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 7 rồi. Rồi các bạn, thì ngày nay mình bắt được bộ thêm bộ bò này nữa. Thì con mẹ này là mẹ cột phối nha các bạn. Đó, còn nghe thì nghe kim cước đực. Nghe thì được 2 tháng rưỡi rồi các bạn. Bò mẹ này thì để con lứa đầu. Đó, con nghe là con đầu tiên của nó đó các bạn. Thì chú chia sẻ ra dài này các bạn. Là chú đang xây nhà. Thì kẹt tiền nên bán bộ bò này. Thì chú thì muốn bán mà cô thì không muốn bán các bạn. Giống tại vì bò đẹp mà đường xanh nó tốt các bạn, nó còn ổn định nên là chú không muốn bán. Chứ mà giờ đành phải bán. Đây để mình quay cái nhà của chú cho bạn xem. Đó, đang xây luôn, dở cửa luôn. Tại vì đang kẹt tiền nên phải bán. Bò này thì mình thấy thì cái dòng bò siêu này các bạn, hiện tại dòng bò cộp này thì rất ít. Mà nếu mà con nghe cỡ khoảng 5 6 tháng là nay đã gần 20 triệu rồi các bạn. Mà mình tính theo cái đường xanh. Đó, thì bộ mẹ con này thì mẹ tơ để lứa đầu bò phối nên để con nghe này nghe được kim cước thì bộ mẹ con này mình báo giá công khai là 47 triệu nha các bạn, tại vì nó to tiền nên mình phải bảo hành từ cái việc ăn uống đi lại hoặc là chỉ để chúa đó đó. Nếu bộ bò này mà nó có bị trục trặc về về các vấn đề đó thì mình nhận lại hoàn toàn trả tiền lại cho các bạn. Tại vì bò nó cao tiền các bạn nên mình bán mình phải bảo hành từ A tới Z. Đó, về vấn đề ăn uống hay là để chúa hay là đi đứng mọi thứ là mình đều bảo hành hết. Rồi thì nói chung bộ mẹ con này là con mẹ mắt chúa tông đêm một thì chú Dũng nhà chia sẻ ra đã chịu được lại để ra được nửa tháng các bạn là mẹ đã chịu được. Mà chú nghĩ con nghé kim cước này nó còn nhỏ quá nên chú không cho phối, tại vì lứa đầu là chú cho nhảy để bảo hành của mẹ là nó không có bị viêm nên chú cho nhảy cho nó được giữ được cái nền này các bạn. Còn đợt thứ hai này thì chú định phối nhưng mà chú nghĩ thì giờ con mẹ con nghé còn nhỏ quá nên chú không cho phối. Mà tại vì bây giờ nhà đang có công chuyện xây nhà nên các bạn nên chú kẹt tiền nên chú phải bán. Thì chú nói chú bán thì chú buồn lắm nhưng mà giờ không có bò nuôi nhưng mà kẹt tiền phải bán. Đó, mình quay chi tiết cho các bạn xem. Thì bộ mẹ con này thì đẹp. Nói chung là bò cột trẹt luôn các bạn. Mẹ cột trẹt luôn đó. Trong tạng thì to. À, chân to, điều mẹ hơi ốm, nghe thì mát sữa, à, nghe kim cước, đang tập anh em thêm các bạn, chạy tích cùng nghe thì nghiêm, mẹ thì không có tính sấy các bạn, tại vì dòng siêu thịt này sấy mặt thì 2-3 sấy, còn sấy lưng thì 1 sấy nghiêm rồi không có nói, mẹ thì tông lên một mát sữa, lưng thẳng, tạ thẳng, đó không có u nha các bạn, bò phối không có u, tai nhỏ, mẹ cọp, chân mình cũng cọp. Nói chung thì bò này mình bảo hành cho các bạn từ A tới Z hết. Nói chung có trục trặc gì thì mình nhận lại. Tại vì bò này đang chú đang nuôi các bạn. Mà tại vì nhà đang xoay nên kẹt tiền nên bán. Đó, vấn đề là như thế. Ai muốn mua sinh sản thì cứ liên hệ với mình. Với các bạn. Thì đó. Thì bộ mẹ con mình cũng quay chi tiết rồi đó. Mình báo giá công khai rồi. Thì bò này bò phối nha các bạn. Mẹ thì mẹ phối. Mà nghĩ thì lúa đầu tiên. Chúng ta nhảy. Mà mẹ thì mắc sữa. Tông đêm một. Bảo hành gì vấn đề đó luôn các bạn. Nếu mà ăn uống hay là đi đứng hay là đi chuối gì đó là mình bảo hành hết tất cả, tại vì bò to tí nên mình phải bảo hành kỹ hơn các bạn đó, không bị trục trặc gì về vấn đề gì hết. Nếu mà có vấn đề gì mình nhận lại bò, các bạn cứ yên tâm chuyện đó, tại vì bò to tí nên mình phải bảo hành từ A tới Z đó. Rồi thôi, nói chung video mình cũng kết thúc tại đây. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo, nhớ like đăng ký kênh cho mình nhé các bạn, rồi mình có những động lực mình làm những video tiếp theo. Rồi bye các bạn.